Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và hoàn thiện danh mục các dự án dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31 tháng 7 năm 2020. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải gần hơn 447.200 tỷ đồng, trong số này có gần 27.300 tỷ đồng trả nợ thuộc nghĩa vụ ngân sách gần 102.000 tỷ đồng để triển khai các dự án chuyển tiếp và hơn 318.000 tỷ đồng cho 192 dự án triển khai mới, 47 dự án nhóm A và 145 dự án nhóm B. Đáng chú ý, trong 47 dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên, có 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được đề xuất đầu tư nhằm nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam với tổng chiều dài dự kiến khoảng 745 km, tổng mức đầu tư khoảng 105.000 tỷ đồng.